Chào mọi người, một ngày mới. Lại là một ngày mới nữa, chúc mọi người sức khỏe được an lạc, trí tuệ sáng suốt, tâm thần an bệnh, an định dịch bệnh qua đi, A Di Đà Phật. Chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ là một món rất là đơn giản và dễ ăn. Mình bữa nay được bà mợ bà cho mình một miếng cơm cháy rất là ngon bằng gạo tắm. Tại bà bán cơm tấm đó mọi người, cho nên đây là cái cơm cháy của đít nồi. Thì mình sẽ về chế biến lại một cái miếng bánh pizza cơm cháy. Mình sẽ để vào một cái chảo này nó hơi nhỏ rồi, có lẽ mình sẽ đổi chảo nha. Đây, mình sẽ đổi cái chảo lớn rồi. Ở trong cái chảo này thì mình sẽ chế một xíu nước, tại vì nước này là cái chảo nó đã bị cơm nó bị quá nóng rồi. À, xin lỗi, cơm nó bị quá khô cho nên mình cần một chút xíu nước để mà làm cho cơm nó dịu lại. Rồi, như vậy thì mình chế một chút nước rồi thì mình sẽ rải một chút hạt nêm nha mọi người. Hạt nêm nấm hương. Mình rải vậy nó vừa ăn thôi. Xong thì ngày hôm nay mình có cà chua nè, ớt chuông nè, củ đỏ nè. Thì đây là nguyên liệu mà mình sẽ rải lên cái pizza của mình. Pizza mình làm bằng cơm cháy của tấm. Củ cà rốt mình sắc mỏng ra, nhuyễn như thế này. Ớt chuông cũng vậy, nhuyễn ra. Ớt chuông mình sẽ cắt hạt lựu cũng được, còn cà rốt thì khỏi. Cái này cũng không phải hạt lựu đâu, mình chỉ cắt đôi ra thôi, dài dài ra. Rồi, đây là hành với ngò. Và đây là một cái ớt. Rồi xong. Cái bánh pizza này là kỳ duyên mình chế nha các bạn. Cho nên có lẽ là theo ý của mỗi người thôi nha. Mình sẽ rải ớt ớt chuông với củ đỏ vào. Cho nó đều đi. Chừng cỡ. Rồi tiếp tục là mình xắt cà chua lên. Cái đó là mình sẽ rải ớt lên. Và rau nha. Mọi người nhìn thấy rất là hấp dẫn nữa ha. Rồi với hả. Thì đây là cách mà gia đình của chị Kỳ Duyên mình chế biến. Mình sẽ làm cái món này cho ông xã nha. Ông xã mình là người nhân vật quay phim và thưởng thức. Và đây là hành tỏi mình đã khử sẵn rồi nè mọi người. Mình cũng để ít vô cho một ít cho nó thơm. Mình vớt ra không có dầu nhiều. Nó không có dầu. Mình chỉ vớt khô ra thôi. Rồi, như vậy thì mình muốn cho cái pizza của mình nó ngon hết thì mình sẽ đậy nắp lại nha. Cái nắp mình đã đậy không đủ rồi. Mình sẽ lấy cái nắp khác. Rồi, mình đậy lại đi, mình đợi khoảng chừng 10 phút, 15 phút mình hãy lấy ra. Rồi cơm mình nướng nãy giờ được khoảng hơn 5 phút rồi đó mọi người. Mình thăm chừng thử. Thật ra khi mình nướng như thế này là mình sẽ để cái dạng như là trống như thế này, nó bốc hơi bớt thì cơm nó sẽ giòn. Tại vì mình đậy lại là mình muốn cho nó chín vào cái đồ ở trên này nhanh hơn. Thì trong vòng khoảng chừng 10 phút nữa thì mình sẽ lấy ra được. Nhìn nó rất là ngon và hấp dẫn đó mọi người. Thì khi mình ăn mình có thể rải đậu hũ lên. Rồi đây là một cái món cơm mà mình làm giả chiến, thật sự rất là giả chiến và tái tạo.
Thì cái đít nồi của cơm tấm nấu bán xong bà mợ bà cho mình chế để làm cái bánh pizza mà mọi người nhìn thấy rất là dễ thương đúng không, rất là ngon. Rồi mình rải một chút hạt nêm vô rồi rau củ quả gì mình thích cái gì mình để cái đó thôi. Thì như vậy thì nó sẽ có một món ăn rất là bổ dưỡng và hoàn hảo đó các bạn. Bếp trai chị Duyên của mình khoái chế những cái món rồi nó hơi khác bình thường mọi người, nó hơi nói chung là nói câu mà hơi tào lao một chút đó. Thì nó sẽ ra một cái món ăn nó cũng dễ thương, mặc dù là nó có hơi tào lao nhưng mà món ăn mình nó rất là dễ thương đó, và ngon và bổ dưỡng đầy đủ dinh dưỡng cho người ăn chay. Mà nhất là ông xã mình thì rất là khoái, càng tào lao càng khoái, tại người này cũng rất là tào lao cho nên đồ tào lao thì khoái dữ nữa. Ba gai mà đẹp trai còn câu nữa hơi mắc lịch sự không dám nói. Rồi đó mọi người, mình cảm giác là cơm của mình nó đã ăn được rồi đó, pizza cơm này sẽ ăn được rồi đó, tại vì cơm thì nó đã vàng rồi cho nên bây giờ là mình sẽ sắp sườn non chiên lên. Thì tùy theo mình thích sắp cái gì đó, bữa nay ngày hôm nay mình có sườn non chiên thì mình sẽ sắp sườn non chiên lên nha các bạn. Nhìn là cái miếng bánh pizza cơm trái của mình nó rất là tuyệt vời, mặc dù là đồ mình tái tạo chế biến nhưng mà mình hài lòng nó lắm, mình thấy nó dễ thương và đáng yêu, nhất là mình muốn làm cho chồng mình ăn nữa. Mình sẽ sắp sườn non lên. Dễ thương không các bạn? Hy vọng đây là món ăn mình chỉ chia sẻ với mọi người thôi nha, chứ không phải là hay ho hay là giỏi giang gì mà làm như vậy đâu nha các bạn. Thì mỗi món ăn trong nhà mình mỗi ngày thì mình có khi mình hướng dẫn mọi người, có khi mình muốn làm cho mọi người thấy là gia đình mình ăn những cái món ăn chay mỗi ngày mình đổi gì đó. Rồi xong mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ lấy cái sạn để mình xúc ra, mình lấy kéo mình sẽ cắt. Wow, rất là tuyệt vời, tuyệt vời đó mọi người. Mình sẽ cắt từng miếng ra nha cho dễ ăn. Cái miếng cơm giấy của nhà mình ngày hôm nay nó rất là to luôn, là ăn khoảng 3 người luôn đó các bạn, 3 người ăn cũng đủ rồi đó. Nó rất là giống một cái miếng bánh pizza đúng không mọi người, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Cái miếng cơm cháy pizza của mình rất là hấp dẫn, rồi nhìn nó cũng giống bánh pizza lắm ha các bạn, nhưng mà hương vị thì có lẽ là không giống tuyệt đối đâu. Rồi ông xã mình sẽ là người thưởng thức, mình sẽ cho ông xã mình thưởng thức. Ông xã mình khoái ăn những cái món ăn tào lao gì lắm, nhất là mới lạ thì rất là hăng trong người đó, một là hăng ăn, hai là hăng quay phim để chia sẻ với mọi người, mặc dù nó không phải là quá đặc biệt gì đâu. Thưởng thức nha ông xã, xin mời, mời ăn. A Di Đà Phật. Sao cảm giác sao rồi? Ngon. Cảm ơn. Mời mọi người cùng thưởng thức với pizza trong chén gia đình tự nhiên mình nha. Và cùng làm thử nha mọi người. Nếu có cơm trái giống như vậy, rồi không phải là cơm trái giống như vậy thì mình cũng có thể lấy cơm nạc cho mình cà ra, rồi cái mình làm nhuyễn ra rồi mình để vô trong cái chảo rồi mình cũng làm được như vậy nữa nè mọi người. Ủa, miếng bánh pizza cơm cháy luôn, ngày hôm nay mình cảm giác rất là ngon. Nó vừa nóng mà nó vừa giòn mà nó đầy đủ đồ ăn hết trơn, rất là tuyệt vời đó các bạn. Mình chỉ cắt như vậy thôi. Rồi mọi người thưởng thức nha.
Rồi, tạm biệt mọi người. Mình cùng cầu nguyện một ngày mới với món ăn đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng mà gia đình mình tự chế biến nha mọi người. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Nguyện cho hòa bình thế giới, chiến tranh ngừng dứt, dịch bệnh qua đi, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, ai cũng được có niềm hạnh phúc an lạc và hướng về con đường Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đời Phật Pháp, khổ độc chưa từng ngừng nghỉ. Mời mọi người cùng thưởng thức A Di Đà Phật.